Đối với doanh nghiệp, quản lý chi phí là một điều tất yếu nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí điện năng chiếm một phần không nhỏ. Việc giảm chi phí tiền điện là bài toán nan giải. Các doanh nghiệp đã và đang áp dụng nhiều hình thức tiết kiệm điện năng bằng cách sử dụng các máy móc, thiết bị ít tiêu hao năng lượng. Hiện nay, ngoài việc tiết kiệm điện, chúng ta còn có thể sản sinh ra điện từ các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng các công nghệ cao luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Đồng thời, việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường luôn là tiêu chí được đề ra của các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Để giúp giải quyết bài toán này, VES và đối tác hợp tác toàn diện là tập đoàn IBC Solar đến từ Đức với hơn 36 năm kinh nghiệm và 3.700 MW peak đã lắp đặt trên toàn thế giới, cùng mang đến mô hình sử dụng điện mặt trời một cách kinh tế và hiệu quả nhất. Đây không phải là một khoản vay, và chúng tôi sẽ đầu tư để giúp các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn năng lượng sạch mà không tốn chi phí ban đầu. Sử dụng điện sạch giá rẻ, không phát sinh chi phí và sở hữu toàn bộ hệ thống khi hết hạn hợp đồng, đồng thời tận dụng nguồn tài nguyên và làm mát các mái nhà đang bị bỏ trống. Đó là mô hình hợp đồng dịch vụ điện mặt trời, hay gọi tắt là SASC. Ở Việt Nam, SASC đã được VES triển khai từ tháng 11 năm 2016 với khách hàng là trường Đại học Tôn Đức Thắng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống điện mặt trời hòa lưới trực tiếp được lắp đặt trên mái tòa nhà D của trường và giúp tiết giảm 40% mức tiêu thụ điện từ lưới so với trước đây. Hệ thống vận hành ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế, hình ảnh, môi trường rõ rệt cũng như là mô hình thực tiễn cho công việc giảng dạy về ngành năng lượng tái tạo mới mẻ của trường. Vậy, SASC là gì? SASC hay Solar Asset and Service Contract là hợp đồng dịch vụ sử dụng điện mặt trời, không phải là một khoản cho vay. Trong đó, khách hàng không phải trả trước chi phí đầu tư cho toàn bộ hệ thống, đồng thời nhận bàn giao hoàn toàn miễn phí khi hết hạn hợp đồng. Nhà cung cấp VES sẽ đảm bảo các dịch vụ vận hành và bảo trì O&M cho hệ thống điện mặt trời trong suốt thời hạn hợp đồng mà không phát sinh chi phí cho khách hàng. Khách hàng sẽ mua hệ thống thông qua các đợt trả góp hàng tháng trong vòng 20 năm và được cung cấp O&M. Các khoản trả góp được tính toán nhằm cung cấp một mức phí thấp hơn chi phí tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp. Đồng thời, khách hàng được đảm bảo sản lượng điện phát ra từ hệ thống GEP. Khi hệ thống phát ra thấp hơn số điện cam kết, khách hàng sẽ được bồi thường cho khoản chênh lệch này. Điểm nổi bật của SASC: không cần đầu tư vốn trước. Các khoản thanh toán sẽ được trải ra trong 20 năm. Sau đó, khách hàng hoàn toàn sở hữu tài sản và có thể hưởng lợi từ năng lượng được sản xuất với chi phí gần bằng không, ngoại trừ chi phí vận hành và bảo trì. Không có chi phí phát sinh. Là một phần của hợp đồng, nhà thầu sẽ cung cấp các dịch vụ vận hành và bảo trì cho hệ thống điện mặt trời trong suốt 20 năm. Khách hàng có thể tập trung vào các hoạt động hàng tháng của mình mà không bị chi phối. Năm đầu tiên của dịch vụ là miễn phí. Đảm bảo sản lượng điện tạo ra GEP. Nhà thầu sẽ cung cấp các giải pháp giảm giá cho khách hàng trong trường hợp hiệu suất sản xuất năng lượng mặt trời dưới mức GEP. Nguồn năng lượng giá rẻ. Chi phí cho mỗi kWh điện mặt trời được sản xuất ra rẻ hơn từ 3 đến 10% so với giá điện lưới, tùy thuộc vào điều kiện địa phương. Tuân thủ các chỉ tiêu môi trường và tiếp thị. Khách hàng được sử dụng miễn phí năng lượng mặt trời cho các mục đích tiếp thị và đáp ứng các mục tiêu trách nhiệm xã hội của công ty. Năng lượng dư thừa. Nếu có năng lượng dư thừa, khách hàng có thể bán lại cho lưới điện thông qua thỏa thuận đo đếm điện với EVN ở mức 9,35 cent Mỹ trên 1 kWh điện, chưa bao gồm thuế VAT.
Để tham gia chương trình, bạn hãy truy cập vào website của Vest để lại thông tin và chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ lại trong vòng 24 giờ. Vậy việc triển khai bao gồm các bước nào? Quy trình thực hiện như sau: đề xuất ban đầu và LOI, nghiên cứu kỹ thuật và khảo sát, đề xuất kỹ thuật, đề xuất chi phí, ký kết thỏa thuận dịch vụ, thỏa thuận đo đếm điện với EVN, lắp đặt và vận hành, hoạt động và bảo trì trong 20 năm, chuyển quyền sở hữu. Hệ thống sẽ tiếp tục sản xuất năng lượng chỉ với chi phí vận hành, bảo trì và không phải tốn thêm khoản nào khác. Sau đây là một ví dụ cho công trình sử dụng điện kinh doanh với quy mô đầu tư 1 MW peak. Theo bài toán kinh tế cho thấy doanh nghiệp trong 20 năm tiết kiệm được hơn 10 tỷ đồng tiền điện và sau đó sử dụng điện hoàn toàn miễn phí. SASC là một giải pháp tiên phong mang lại hiệu quả kinh tế cao cùng với giá trị môi trường to lớn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh sản xuất và nâng cao hình ảnh, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng. Hãy cùng Vest chung tay xây dựng vì một tương lai phát triển bền vững.